Ơi nhập dư quá. Eo ơi, chưa bấm nữa. Sao nhập dư. Nha xe. Không, người bình thường á. Đi trong đảo nè. Đi bộ xuyên Việt nè. Mày không phải đâu, mày sẽ thấy có hình thôi. Làm gì đấy? Bây giờ chào buổi sáng nào? Bây giờ chào buổi sáng. Bây giờ chào buổi sáng. Bây giờ chào buổi sáng. Đói quá lạc ba cháu và tiệu tạp hóa. Hợp lý. Một bước đi à đâu mới đi là 500m. Đâu ngon quá. Ăn quá. Sao không muốn nước lọc? Không tay gì mà chả có tên tuổi. Thấy rồi. Lắc cái đít mạnh lên. Sao ta phải đi? Chúng tôi đã check in ở cầu cạn 2 tiếng. Đây là cầu cạn mà. Nước à? Hai cáo phát ở nhà. Ấm. Đấy. Cáo. Đấy, hơn 1 tuổi thôi, hơn 1 tuổi thôi, chỉ nhăn là giỏi thôi. Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ, trời nắng chua khăn lại thành bạn cùng giường. Trời ơi, kinh thành thơ. Yo. Tiêu tiền trên Tam Đảo. Đây của mày đây. Mét cả lạp sườn cái à? Cho chơi lạp sườn. Let's go. Close the camera.
Bây giờ đấy chưa? Bây giờ Phương cũng cõng mày xuống với mày còn gì nữa. Đi chợ mua rau nè. Nhưng mà tí về phải nhặt nha. Tí về chuẩn bị nha. Không ướt, còn xương mới ướt. Không, nó đang ướt tóc tao. Ừ, nó đang ướt tóc tao. Mây thì chả ấm. Gọn vào. Lên đi, lên trên đi. Biển mây luôn mà. Biển mây trắng xóa. Cái gì? Xin chuyên xin kết đúng. Cái gì? Nhiều loại cải mày. Cái diếp. Mày biết mỗi
mấy cái đấy đúng không? Đây là diếp, ai bảo thế? Điên à, đây không phải. Có hồng mà phải. Đây rau cải mày, đây rau cải nấu canh bình thường ấy. Rồi, lên thì em sắp đến cỏ lạ, sắp đến là ra lên rồi. Em nhìn bà nào ấy, bà ấy, bà dự báo ấy. Đang đi về Hà Nội nè. Thành hơn xe giường nằm. Có sao đâu anh em mình còn có nhau. Mặc kệ màn đêm đen khi khó khăn hay huy hoàng, bốn phương trời đâu chẳng có chỗ cho anh em mình. Dù là ngày buồn hay